Đình Sam đau đếm nha bạn, cái cây này mình chưa khai thác luôn, nó còn nguyên cái bộ tàn nè, tàn nó cao có 2 mét á. Này mình sẽ cắt phôi mình gửi cho các bạn nha, còn ai mà giữ bộ tàn thì nói chung muốn giữ bộ tàn thì tiền ship nó mắc hơn tí xíu, phải lên tiền ship nha bạn, giữ bộ tàn nó lên phí ship. Đây một cây, ở đây 2 cây. Trời ơi cái này nè, nó lật rồi nó lâm lật cái bầu nó lên, trời ơi biết thành hay giống gì nữa. Xưa mình trồng mấy cây này hoành khoảng 18-20 à, dưới gốc chắc phải 20 già cây à, hồi xưa mình trồng nhiều quá mình không có rễ phân nên già cây lắm, nhìn mình khằn trối nguyên cái bầu tàn đó này. Đó. Bông nữa nè, buổi chiều bông nữa nấy. Linh Sam đau đếm nha bạn, dòng này nó có nhiều ưu điểm lắm. 3 cây, bán một lượt 3 cây nha bạn, 500.000 bao ship. Đang cây có 100 mấy đó bạn. Sam đau đếm, còn nếu mà muốn giữ lại tàn là giá khác nha bạn, cái này mà giữ tàn nữa là giá khác, giữ tàn là mình sẽ giá lên tí xíu, mình không có bán giá đó nổi tại phí ship trong đó giờ nó mắc rồi. Mình Sam đau đếm nha bạn, cái này mình chỉ việc chọt cái bầu ngang cái mình gửi cho bạn, nó nằm trong cái xe nè, rồi ghế nó buồn buồn nè, chọt cái mình hái về bạn cắt phôi lại làm lại trồng lại. Mình Sam đau đếm 3 cây, 3 cây đầu hàng dễ bứng, mình bứng lên bán cho bạn.